Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là món rau dớn sắc tỏi các bạn nhé. Đây rau dớn của mình đây. Đây là một bó này các bạn. Rau dớn này là thường thường ở cái khu vực vùng núi mới có các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ nhặt lên, mình sẽ tước vỏ cái này. Những cái nào non thì mình nhặt nhé. Nào già, cổ già thì mình bỏ đi nhé. Rau dớn này là một loại họ của rau phương xỉ các bạn. Đây là món đặc sản đấy, đặc sản của dân miền núi các bạn nhé. Đây mình sẽ nhặt rau là dám những ngọn non này, xào rau này thì rất là giòn và ngon. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là xào rau dớn với lại tỏi. Các bạn ơi, sau khi nhặt xong rau dớn thì mình sẽ nước qua với nước muối lõng một chút nhé. Xong mình sẽ rửa sạch đi và bây giờ mình sẽ cho rau dớn vào xào với tỏi.
bạn ơi, đây là đĩa rau sống mình đã xào với tỏi, mình vừa xào xong. Chúc các bạn là thành công nhé.